Da xỉn không đều màu, loang lổ chỗ thì trắng chỗ thì đen, làm cho chị em mình rất là mất tự tin trong giao tiếp. Mỗi lần mình ra ngoài lại phải bôi kem nền hoặc là trang điểm để che đi những cái khuyết điểm đó trên mặt. Nhiều chị em mình rất là muốn cải thiện và khắc phục tình trạng da không đều màu này, mong muốn sở hữu một làn da sáng và giúp chị em mình tự tin hơn. Thì trong video này, bác sĩ sẽ chia sẻ cho chị em những cái cách để chị em mình có thể tự cải thiện làn da không đều màu ngay tại nhà. Hãy cùng xem hết video ngày hôm nay nhé. Làn da xỉn không đều màu đa phần là sẽ gặp ở những chị em phụ nữ ngoài 30 tuổi. Vấn đề này cũng sẽ phải trải qua một thời gian dài do da mình chịu nhiều tác động từ môi trường bên ngoài và những cái thay đổi bên trong, cũng như là làn da của chị em mình trải qua quá trình lão hóa khi chúng ta càng nhiều tuổi. Không nhất thiết là phải có một làn da trắng sáng, nhưng ít ra thì cũng phải cần có một làn da đều màu sẽ trông đẹp hơn, phải không chị em? Vậy thì đâu là nguyên nhân khiến cho da của chúng ta gặp phải tình trạng không đều màu như vậy? Khi chúng ta hiểu được những cái nguyên nhân này thì bác sĩ tin chắc rằng chị em cũng sẽ chăm sóc da của mình được tốt hơn. Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó chính là chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong một cái thời gian rất là dài, và tia UV trong ánh nắng sẽ tác động lên da của chúng ta, làm cho da của chúng ta bị sạm đen và không đều màu. Nặng hơn thì còn gặp vấn đề như là nám, tàn nhang và đổi mồi ở trên da nữa. Tiếp theo là chị em có thể gặp tình trạng là da mình bị khô, thiếu ẩm này, hoặc là mất nước, cũng sẽ khiến cho làn da của chúng ta mất đi cái sự mềm mại này, độ ẩm tự nhiên, làm cho làn da của chúng ta trở nên xỉn màu và thiếu sức sống hơn. Nguyên nhân thứ ba đó chính là do sự tích tụ của nhiều tế bào chết già cỗi xù xì. Chị em mình hãy tưởng tượng là da của chúng ta luôn được đổi mới liên tục và những tế bào chết này luôn được đẩy lên trên bề mặt da. Khi có nhiều tế bào chết tích tụ trên bề mặt, nó sẽ làm cho da mình bị xỉn màu này, thô ráp, thậm chí là sần sùi, làm cho da của chúng ta xấu đi rất là nhiều. Nguyên nhân thứ tư kể đến đó chính là do tình trạng viêm ở trên da. Nếu trên mặt bạn đã từng có những cái tổn thương như là bị mụn trứng cá này, hoặc là chúng ta có những cái vết thương hở, hoặc là tăng sắc tố, và khi da của chúng ta bị viêm và tổn thương như vậy thì nó sẽ kích hoạt một cái cơ chế bảo vệ tự nhiên của da, đấy chính là da của chúng ta sẽ tăng cường tổng hợp melanin để bảo vệ cái vùng da tổn thương và viêm như vậy, dẫn đến cái tình trạng là tăng sắc tố sau viêm. Cái tình trạng da này rất hay gặp phải ở những chị em mà mình hay gặp cái tình trạng mụn viêm trên da này, hoặc là chúng ta bị kích ứng, da bị tổn thương chẳng hạn. Sau khi một đợt viêm chính là một đợt da bị thâm và không đều màu. Nguyên nhân cuối cùng đó chính là làn da mình không đều màu ấy, là do sự thay đổi của nội tiết tố, và điều này sẽ thường xảy ra với những cái trường hợp là chị em phụ nữ mình đang mang thai này, hoặc chúng ta bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh, có sự thay đổi nội tiết rất là mạnh mẽ trong cơ thể, khiến cho da của chúng ta kích thích sản xuất nhiều sắc tố đen melanin hơn. Đó chính là lý do giải thích vì sao phụ nữ ở tuổi trung niên chúng ta thường gặp cái vấn đề nám hoặc là tàn nhang, và những chị em mà chúng ta bầu bí cũng sẽ thấy là tình trạng da của chúng ta bị sạm hơn rất là nhiều. Vừa rồi bác sĩ vừa chia sẻ với chị em những cái nguyên nhân khiến cho da mình không đều màu để chúng ta có thể là phòng tránh. Còn nếu bạn nào mà đang có làn da không đều màu rồi mà mong muốn cải thiện nó thì chúng ta hãy xem ngay cách chăm sóc da dưới đây nhé. Và cách đơn giản để chúng ta có thể chăm sóc da không đều màu, giúp da trắng sáng ngay tại nhà, thì điều đầu tiên và quan trọng để dưỡng trắng sáng thì các bạn cần phải bôi kem chống nắng mỗi ngày. Bôi kem chống nắng không phải là để da mình trắng hơn đâu, mà chính là để bảo vệ da của chúng ta tránh khỏi những cái tác hại từ tia UV, ngăn chặn không cho da của chúng ta sản xuất cái sắc tố đen melanin. Ngoài ra thì cái việc chúng ta bôi kem chống nắng nó cũng sẽ giúp ngừa sự lão hóa sớm ở trên da, giúp làn da của chúng ta trẻ lâu hơn. Và để bảo vệ da được tối ưu nhất thì các bạn nên ưu tiên những loại kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 và PA+ trở lên. Ngoài ra khi các bạn ra ngoài, chúng ta cũng sẽ cần phải kết hợp thêm những cái phụ kiện chống nắng như là khẩu trang, mũ, kính. Như vậy thì sẽ bảo vệ da của chúng ta tốt hơn, và chúng ta hạn chế ra ngoài những cái khoảng thời gian mà nắng gắt, cường độ tia UV cao, ví dụ như là từ 10 giờ đến 15 giờ chiều. Tiếp theo là để có một làn da đều màu hơn thì các bạn cần phải tẩy da chết đều đặn. Việc này không chỉ giúp chúng ta loại bỏ những cái tế bào chết sần sùi cũ kỹ và xỉn màu, mà nó còn giúp cái khả năng hấp thu các dưỡng chất ở trên da tốt hơn. Hiện tại thì có hai loại tẩy tế bào chết khá là phổ biến,
Bác sĩ khuyên chị em là chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn tẩy tế bào chết hóa học hơn, bởi vì tẩy tế bào chết vật lý thì thường có những cái hạt rất là nhỏ, khi mà chúng ta thoa lên da ấy, sẽ rất dễ tạo những cái vi tổn thương ở trên bề mặt da. Thì với những cái sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học ấy, khi mà chúng ta thoa lên da ấy, thì nó sẽ phá vỡ liên kết của những cái tế bào sừng và làm những cái tế bào chết này bong tự nhiên. Chị em lưu ý là chúng ta tránh lạm dụng là tẩy da chết nha, bởi vì nếu như chúng ta tẩy da chết quá mức ấy, thì nó cũng sẽ bào mòn da, khiến cho da mình yếu và nhạy cảm hơn. Chỉ cần tần suất 1 đến 2 lần trên tuần là đủ các bạn nha. Bước thứ ba để giúp da sáng đều màu thì cấp ẩm cũng quan trọng không kém. Như bác sĩ có chia sẻ ở trên ý, thì cái việc mà da mình bị khô này, thiếu ẩm, thiếu nước cũng sẽ khiến cho da mình bị xỉn màu, da trông rất là thiếu sức sống. Và để cấp ẩm đủ cho da thì các bạn cần kết hợp những loại serum cũng như là kem dưỡng để khóa ẩm với những cái thành phần như là glycerin, HA, vitamin E. Bên cạnh đó thì cái việc chúng ta cấp nước cho da ấy cũng cần phải bổ sung từ cả bên trong cơ thể của chúng ta nữa. Nghĩa là chúng ta cũng cần phải uống đủ nước trong một ngày, sẽ rơi vào khoảng 2 lít nước mỗi ngày các bạn nhé. Bước thứ tư để chúng ta có một làn da sáng đều màu hơn, chắc chắn là không thể thiếu những cái loại serum và tinh chất chứa những cái thành phần hỗ trợ làm sáng da như là albutin, tranexamic acid, kojic acid hoặc là niacinamide. Và để tăng thêm cái hiệu quả thì các bạn có thể kết hợp thêm những cái loại viên uống sáng da như là glutathione, L-citin, vitamin C vào cái chu trình chăm sóc da hàng ngày của mình. Và cuối cùng, đối với các chị đang ở độ tuổi trung niên do có sự thay đổi sụt giảm về nội tiết tố thì chúng ta cũng có thể bổ sung thêm những cái loại viên uống nội tiết tố cho cơ thể mình, kết hợp thêm những cái chu trình chăm sóc da. Như vậy thì nó sẽ vừa cân bằng cái hệ nội tiết này, vừa chăm sóc từ bên ngoài, từ đó thì cũng sẽ giúp da của chúng ta sáng và đều màu hơn. Và các loại viên uống nội tiết tố mà chị em có thể bổ sung ví dụ như là mầm đậu nành, sâm tố nữ hoặc là black cohost. Thêm một cái phương pháp có tác dụng nhanh hơn đối với các bạn mà mình có điều kiện này và mình mong muốn là cải thiện nhanh thì bác sĩ sẽ chia sẻ thêm một cái phương pháp này. Đấy chính là chúng ta có thể sử dụng là laser này hoặc là tiêm meso. Những cái phương pháp này nó sẽ có tác dụng nhanh, an toàn nhưng chúng ta cần phải được thực hiện ở những cái cơ sở thẩm mỹ uy tín các bạn nha. Hy vọng rằng video này sẽ giúp chị em chăm sóc da của mình, giúp da sáng và đều màu hơn ngay tại nhà. Nếu bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để nhận thêm nhiều kiến thức hay hơn từ bác sĩ nhé. Bạn nào cần tư vấn có thể nhắn tin cho bác sĩ qua fanpage Bác sĩ Mã Phượng. Bác sĩ luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.